Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc giày hoa cho bé từ 6 tới 9 tháng tuổi. Đôi giày này mình sử dụng hai màu len, một để làm giày và một là để viền. Ở đây mình sử dụng sợi canxi và kim móc 2 mm. Đầu tiên chúng ta sẽ móc một dây bính bao gồm 17 mũi bính. Chúng ta sẽ móc mũi đơn vào mũi bính thứ hai. Bỏ qua mũi bính thứ nhất không móc. Chúng ta móc vào mũi thứ hai. Các bạn móc một mũi đơn. Tiếp tục móc mũi đơn vào 7 mũi bính tiếp theo. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi kép vào 7 mũi bính tiếp theo. Ở mũi bính cuối cùng, chúng ta sẽ móc tổng cộng 7 mũi kép vào trong mũi bính cuối cùng này. Và tiếp tục móc vào phía bên này của dây bính. Chúng ta sẽ móc 7 mũi kép. Và 7 mũi đơn. Ở mũi cuối cùng, chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn. Nối lại với mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Hàng thứ hai, chúng ta sẽ móc lên 2 mũi bính. Các bạn móc mũi nửa kép vào cùng chân với lại 2 mũi bính này. Sau đó chúng ta sẽ móc 15 mũi nửa kép.
Tiếp tục, chúng ta sẽ móc hai mũi nửa kép vào cùng một chân và lặp lại 5 lần. Tiếp tục móc 15 mũi nửa kép. Sau đó chúng ta móc hai mũi nửa kép vào cùng một chân ở ba mũi cuối cùng này. Nối lại với mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Hàng thứ ba chúng ta sẽ móc 3 mũi bính. 1 mũi kép vào cùng chân với 3 mũi bính. Và 16 mũi kép. Ở phần mũi phía trên này, chúng ta sẽ móc hai mũi kép vào cùng một chân và lặp lại 10 lần. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 17 mũi kép. Cuối cùng chúng ta sẽ thêm mũi
ở phần gót này. Các bạn móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Các bạn móc cho hết 4 mũi cuối cùng này. Mỗi một mũi là chúng ta sẽ móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Sau đó nối lại với mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần đế giày. Tiếp tục lên phần thân. Chúng ta móc lên 3 mũi bính. Các bạn sẽ đâm kim vào phần thân mũi như thế này. Đâm kim từ sau ra trước hay là từ dưới lên trên. Chứ chúng ta sẽ không đâm kim vào phần đầu của mũi móc mà chúng ta sẽ đâm kim qua phần thân như thế này. Và các bạn móc mũi kép. Chúng ta sẽ móc mũi kép xung quanh cho tới hết, không thêm mũi. Các bạn thấy khi chúng ta móc như thế này thì sẽ có một đường gân nổi ở giữa phần đế giày và phần thân giày. Phần đường gân này lát nữa chúng ta sẽ viền. Chúng ta sẽ dùng màu len khác để viền phần đế giày. Sau khi chúng ta móc xong hàng này thì các bạn sẽ nối lại bằng mũi trượt. Tiếp tục chúng ta móc lên 3 mũi bính và móc mũi kép vòng xung quanh cho đến hết, không thêm mũi. Hàng này chúng ta móc mũi kép bình thường nha các bạn. Ở cuối hàng chúng ta cũng nối lại bằng mũi trượt. Hàng tiếp theo, chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau đó, các bạn sẽ móc 17 mũi kép. Và bắt đầu chúng ta sẽ giảm mũi. Các bạn sẽ móc từ 2 mũi kép
giảm thành một mũi và lặp lại 10 lần. Các bạn móc mũi kép đầu tiên, không kéo hết sợi qua mà chúng ta sẽ chừa lại một sợi. Tiếp tục móc mũi kép thứ hai và kéo lại thành một mũi. Chúng ta sẽ giảm mũi 10 lần. Sau khi giảm mũi xong thì các bạn sẽ móc mũi kép cho đến hết. Cuối hàng chúng ta cũng sẽ nối lại bằng mũi trượt. Móc lên 3 mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ móc 15 mũi kép. Tiếp tục, chúng ta sẽ giảm mũi 7 lần. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi kép cho đến hết. Ở cuối hàng chúng ta cũng sẽ nối lại bằng mũi trượt. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc mũi trượt. Các bạn sẽ móc 6 mũi trượt. Quay ngược lại. Chúng ta móc 3 mũi bính. Và các bạn sẽ móc mũi kép. Móc thêm 19 mũi kép nữa.
Như vậy là chúng ta có tổng cộng 20 mũi ở phần gót. Các bạn sẽ quay ngược lại. Bắt đầu chúng ta sẽ móc phần dây dày. Phần dây này mình sẽ móc cho chiếc giày bên trái. Các bạn sẽ móc lên 20 mũi bính. Tiếp tục móc thêm 5 mũi bính. Và các bạn sẽ móc một mũi kép vào trong mũi bính thứ 6 này. Các bạn đếm ngược lại, bỏ qua 5 mũi. Và chúng ta sẽ móc mũi kép vào mũi thứ 6. Đây là phần lỗ để chúng ta cài khuy. Các bạn móc tiếp 2 mũi kép. Sau đó móc 2 mũi bính. Bỏ qua 2 mũi ở dưới này, chúng ta không móc. Các bạn móc mũi kép vào mũi tiếp theo. Đây là mình tạo thêm một lỗ để cài khuy. Và các bạn sẽ móc mũi kép cho đến hết. Sau khi các bạn móc hết dây 20 bính này thì chúng ta tiếp tục móc mũi kép vào 20 mũi ở phần gót giày. Sau khi móc xong 20 mũi ở phần gót này thì chúng ta sẽ kết thúc và các bạn cắt sợi. Đây là phần giày bên trái. Với chiếc giày bên phải thì các bạn sẽ không móc phần 20 dây bính này mà chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính và móc hết 20 mũi ở phần gót này, sau đó chúng ta mới móc dây 20 bính. Các bạn cũng móc tương tự giống như chiếc giày bên trái, đó là chúng ta sẽ móc mũi kép ngược lại vào dây 20 bính này. Sau khi móc hết 20 mũi bính thì chúng ta sẽ kết cái phần dây này vào phần chân của mũi kép cuối cùng của phần gót. Các bạn sẽ kết bằng một mũi trượt. Và chúng ta cũng kết thúc cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã xong phần giày.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần viền đế. Chúng ta sẽ sử dụng màu len khác để viền. Các bạn sẽ úp phần đế dày lên trên như thế này. Chúng ta sẽ móc viền vào trong phần đường gân nổi ở giữa đế và thân dày. Mình sẽ bắt đầu từ phần gót. Các bạn sẽ nối sợi vào bằng một mũi bính. Phần viền này mình sẽ móc mũi đơn. Tuy nhiên mũi đơn của mình sẽ móc theo chiều ngược lại, đó là chúng ta sẽ móc từ trái sang phải. Thay vì chúng ta móc mũi đơn bình thường là từ phải chúng ta móc sang trái, thì bây giờ mình móc theo chiều ngược lại. Các bạn sẽ đâm kim vào phần chân mũi và móc mũi đơn như bình thường. Nhưng ở đây là mình sẽ móc từ trái sang phải. Khi móc thì chúng ta sẽ giấu luôn cái sợi thừa này. Các bạn thấy phần mũi viền này sẽ tạo thành những đường xoắn. Các bạn sẽ móc viền cho đến hết. Sau khi chúng ta viền hết phần đế thì các bạn cũng nối lại bằng mũi trượt. Chúng ta sẽ lấy kim ra khỏi mũi móc và các bạn đâm kim vào phần mũi đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ lấy phần sợi này qua như thế này. Và các bạn sẽ kết thúc cắt sợi. Chúng ta sẽ giấu phần sợi thừa này. Các bạn có thể dùng kim may để các bạn luồn cái sợi này thì giấu đi. Tiếp tục mình sẽ viền phần quai dày. Mình sẽ nối len vào
phía bên kia, không nối len vào phía bên có phần dây dài, mình sẽ nối len vào phía đối diện. Sau đó mình sẽ móc mũi đơn để viền. Chúng ta sẽ viền hết phần gót giày, sau đó tới phần dây giày. Các bạn sẽ viền xung quanh cho tới hết. Và chúng ta sẽ nối lại với mũi đầu tiên này bằng mũi trượt. Các bạn sẽ nối với phần mũi đầu tiên này bằng mũi trượt. Và chúng ta kết thúc cắt ra một đoạn khoảng 15-20 cm. Phần đoạn thừa này mình sẽ dùng để may phần nút cài. Chúng ta sẽ may nút vào phía bên này và chúng ta sẽ cài dây vào như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc bông hoa. Bông hoa chúng ta cũng sử dụng màu trắng cùng với màu của giày. Các bạn móc 5 mũi bính, nối lại với mũi bính đầu tiên bằng mũi trượt, móc lên 3 mũi bính, sau đó chúng ta sẽ móc vào bên trong vòng tròn 11 mũi kép. Nối lại với mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Móc lên 3 mũi bính. Các bạn sẽ móc 3 mũi kép vào cùng một chân tiếp theo.
2 mũi bính. Móc 1 mũi đơn vào chân tiếp theo. Móc lên 2 mũi bính. Móc 3 mũi kép vào chân tiếp theo. Hai mũi bính, một mũi đơn vào chân tiếp theo. Chúng ta sẽ lặp lại cho tới khi chúng ta được 6 cánh hoa. Hai mũi bính, 3 mũi kép vào cùng một chân. Hai mũi bính, một mũi đơn vào chân tiếp theo. Hai mũi bính, 3 mũi kép vào chân tiếp theo. Hai mũi bính, một mũi đơn vào chân tiếp theo. Mũi cuối cùng chúng ta sẽ nối lại bằng mũi trượt vào mũi bính đầu tiên. Và chúng ta kết thúc. Sau đó các bạn sẽ dùng màu viền nối len vào mũi đơn ở giữa hai cánh hoa. Móc lên một mũi bính. Chúng ta sẽ móc viền xung quanh cánh hoa, nhưng chúng ta sẽ chỉ móc vào sợi phía sau. Chúng ta sẽ không đâm kim qua cả hai sợi ở trên đầu mũi, mà chúng ta sẽ móc sợi phía sau. Các bạn sẽ móc mũi đơn. Viền xong một cánh thì chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào mũi đơn ở giữa hai cánh. Tiếp tục qua phần cánh tiếp theo. Móc một mũi trượt vào mũi đơn giữa hai cánh và tiếp tục móc cánh tiếp theo. Chúng ta sẽ viền cho tới khi hết 6 cánh hoa.
Sau khi chúng ta viền xong hết 6 cánh hoa, các bạn sẽ nối lại với mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc 3 mũi bính. Và các bạn sẽ đưa kim vào bên trong để chúng ta viền phần nhụy hoa. Các bạn sẽ đưa kim vào bên trong như thế này. Và chúng ta sẽ lấy phần sợi đang móc này. Chúng ta sẽ viền xung quanh bằng mũi trượt. Bạn sẽ cắt chỉ. Sau đó chúng ta sẽ giấu cái sợi này xuống dưới lại. Những cái sợi thừa này chúng ta sẽ cắt. Phần sợi này mình sẽ giấu thêm một vài mũi nữa. Các bạn sẽ dùng keo để dán phần hoa này lên trên phần mũi dài. Và chúng ta sẽ kết nút cài. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong dày hoa cho bé 6 tới 9 tháng tuổi. Chúc các bạn thành công.